Rồi chúng ta tiếp tục với bài số 3 trang 92 của chương trình tiếng Anh lớp 7 Write On Progress Check Unit 5. Cái này là liên quan so sánh hơn và so sánh nhất. So sánh bằng, so sánh không bằng. Chúng ta chú ý này, nhà thờ lớn thì cũ hơn bảo tàng. Bây giờ chúng ta có cái từ older ấy. Older là gì? Older là cũ hơn, già hơn thì nó phải có, đây là so sánh hơn thì nó phải có cái từ than phía sau. Câu số 2, bây giờ có từ the đằng trước thì chắc chắn là so sánh nhất. The cộng với tính từ ngắn thêm est nhá, hoặc là the cộng với most cộng với tính từ dài, đây là tính từ ngắn là the tallest. Which is the tallest building in your city? Cái tòa nhà mà cao nhất ở thành phố bạn là tòa nhà nào? Câu số 3, Carrie thì giống như là một chị gái của tôi, cô ấy luôn luôn chăm sóc tôi, ở đây giống như sẽ là like. Câu số 4, cái tòa nhà này thì không có đẹp bằng cái tòa nhà mà tôi đã đi thăm ngày hôm qua. Bây giờ ở đây có từ as thì ở đây cũng phải là as so sánh bằng. Ok, và đây có not gọi là không bằng. Đà Lạt thì khác với Nha Trang, Đà Lạt thì lạnh và Nha Trang thì nóng. Ở đây chúng ta sẵn từ different from, different from dịch là khác với. Rồi chúng ta qua bài số 4 theo 92 luôn, vẫn là cái so sánh đó. Bây giờ câu số đầu tiên của chúng ta này, ở đây nó bảo chúng ta là so sánh hơn hoặc là so sánh nhất, comparative hoặc là superlative. Ok, Tây Ban Nha là đất nước mà nóng nắng nhất ở châu Âu. Ok, Tây Ban Nha là đất nước nắng nhất ở châu Âu. Bây giờ là chúng ta phải so sánh nhất rồi, là the sunny it. The sunny it Easter này, Easter biết hay ý ngắn tên Easter. Năm nay thì vào ngày 21 tháng 12 sẽ là ngày ngắn nhất của năm. Ở đây là so sánh nhất luôn và shorted nhé, the shorted. Câu số 3, ngôi nhà mới của bọn họ thì rộng hơn ngôi nhà cũ của bọn họ. Đây so sánh hơn, có từ than so sánh hơn, larger than. Câu số 4, Hồ Chí Minh City thì đông đúc hơn Đà Nẵng, so sánh hơn luôn bởi vì có từ than ở đây. Vậy là tính từ dài, vậy là thành more, more crowded than. Câu số 5, tôi nghĩ rằng Barcelona thì đẹp như Rome, bây giờ có từ as thì là so sánh bằng với beautiful, không biết lại thôi. Câu số 6, tôi nghĩ rằng mùa hè là thời gian tốt nhất của năm để đi thăm Croatia, so sánh nhất the best, good là tính từ đặc biệt chuyển thành the best. Rồi câu số 7, một kỳ nghỉ ở miền quê thì thư giãn hơn ở thành phố, bây giờ more relaxing nhé, so sánh hơn. Câu số 8, thật là dễ dàng để mà book chuyến bay online hơn là tới văn phòng vé. Ở đây có từ than là so sánh hơn rồi, easier, nó là tính từ ngắn, easier biết hình ngắn thêm ervo đọc là easier. Câu số 9 là so sánh nhất nhá, cái nào là cái nhà hàng mà phổ biến nhất trong tỉnh, trong thị trấn, đây là the most popular, tính từ dài, so sánh nhất của tính từ dài là the most cộng với tính từ dài. Câu số 10 chưa làm à, câu số 10 là so sánh hơn, Dubai thì nóng hơn nhiều so với Hà Nội, đây các bạn hotter nhé. So sánh hơn có từ đan chắc chắn là so sánh hơn rồi, và hot là tính từ ngắn, vậy là hotter, nhớ các cô chữ tờ lên cho tôi, hotter. Ok, bài của chúng ta tạm dừng tại đây.